Chặng đua Canadian Grand Prix đã chứng kiến vô số vấn đề đã xảy ra bên ngoài đường đua chỉ trong 3 ngày cuối tuần. Ngay trong ngày thứ 6, nhiều khán giả đã phải ra về do họ được cảnh sát ở cổng vào thông báo rằng hai phiên tập đã bị hủy bỏ, mặc dù sau đó cả hai phiên đua đều đã diễn ra bình thường. Điều đó đã khiến người hâm mộ phẫn nộ bởi họ cho rằng mình đã bị lừa bởi ban tổ chức. Thậm chí George Russell suýt chút nữa đã bị cảnh sát bắt giữ trước giờ đua phân hạng do họ đã dừng xe của anh và có lời qua tiếng lại về việc Russell đi vào đường cấm. Điều bất ngờ là tay đua người Anh không hề nhận được thông báo đổi tuyến đường từ ban tổ chức. Còn bên trong đường đua, khu vực nghỉ của các đội đua cũng đã bị ngập và dột ở mái sau cơn mưa lớn ngày thứ 6. Đỉnh điểm là sau khi cuộc đua vừa kết thúc, hàng trăm khán giả đã tràn xuống đường đua khi những chiếc xe vẫn còn đang chạy vòng hạ nhiệt do những bảo vệ trên khán đài đã không thể ngăn chặn. Với quá nhiều vấn đề xảy ra chỉ trong 3 ngày đua, ban tổ chức đã phải gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau những gì đã xảy ra. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những khán giả đã không thể xem cuộc đua ngày thứ 6. Đã có một số hiểu nhầm trong việc giao tiếp giữa ban tổ chức và cơ quan chức năng địa phương. Chúng tôi sẽ điều tra về những vấn đề trong tuần đua vừa qua và sẽ làm việc kỹ lưỡng hơn với các đơn vị đấu thầu để đảm bảo điều này không xảy ra ở những chặng đua tới. Hợp đồng giữa Formula One và Canadian Grand Prix vẫn còn hạn tới 2031. Và nếu như tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, khả năng đất nước lá phong này trụ lại ở Formula One là vô cùng thấp. Ngày hôm qua, Max Verstappen đã cho ra mắt chiếc mũ bảo hiểm mới mà anh sẽ sử dụng trong các chặng đua châu Âu. Chiếc mũ này có màu chủ đạo là màu cam, màu sắc đặc trưng của Hà Lan. Bao quanh chiếc mũ là những hình ảnh của người hâm mộ của anh. Theo Max chia sẻ, chiếc mũ này được anh sử dụng để tri ân tới tất cả những người hâm mộ đã luôn có mặt để cổ vũ mình và tạo ra một cơn lốc màu da cam ở khắp nơi trên khán đài mỗi khi cuộc đua diễn ra. Chiếc mũ này sẽ được Max sử dụng lần đầu tiên tại chặng đua Spanish Grand Prix sắp tới. Sau thành công từ bản nâng cấp mới từ chiếc cánh gió trước, Mercedes đang hướng tới phần nâng cấp tiếp theo ở sàn xe cho chặng Spanish Grand Prix vào cuối tuần sau. Đội đua nước Đức đang là đội nhanh nhất tại Canada, nhưng họ lại không thể chuyển hóa vị trí pole thành chiến thắng do thiếu sự may mắn. Kể từ chặng Imola, chúng tôi đã có những bước đi đúng hướng và đã có những nâng cấp hiệu quả. Điều mà chúng tôi đã không làm được trong vài năm qua. Vậy nên tôi hy vọng nâng cấp mới ở Barcelona cũng sẽ đem lại kết quả tốt cho chúng tôi. Mercedes đang ngày càng mạnh mẽ hơn ở những chặng gần đây. Và nếu tiếp tục phong độ tốt như vậy, họ sẽ sớm tìm lại được cảm giác chiến thắng mà họ đã để mất trong gần 2 năm qua.